Thưa quý vị và các bạn, với môn thi cuối cùng là ngoại ngữ diễn ra vào chiều nay, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn tỉnh Sơn La đã chính thức khép lại an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Sau 2 ngày diễn ra, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên địa bàn thành phố đã kết thúc tốt đẹp, đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Trong 2 ngày thi, không ghi nhận trường hợp thí sinh vi phạm quy chế thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, thành phố Sơn La có trên 2.100 thí sinh đăng ký dự thi ở 5 điểm thi với 93 phòng thi chính thức tại các trường Trung học phổ thông chuyên Sơn La, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du, Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, Trường Trung học phổ thông Tô Hiệu và Trường Trung học phổ thông Trường Sinh. Theo đánh giá của phần đông thí sinh, đề thi năm nay vừa sức cho cả những học sinh có học lực trung bình. Em thấy đề thì cũng bình thường, không quá sức lắm. Nói chung là em cũng giữ tinh thần thoải mái đấy ạ. Theo đánh giá, đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội năm nay vẫn bám sát cấu trúc và đề minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Không có câu hỏi đánh đố, tuy nhiên vẫn có tính phân loại thí sinh được thể hiện rõ. Em thấy đề thì cũng vừa sức, không quá khó với bọn em ấy. Chỉ là ôn bài hay không thì làm được thôi ạ. Thành phố Sơn La đã quan tâm chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ cho kỳ thi. Các lực lượng công an, y tế, tình nguyện viên phối hợp thực hiện việc phân làn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, hỗ trợ đo thân nhiệt, sát khuẩn cho các thí sinh trước khi vào phòng thi. Qua 2 ngày thi của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông Tô Hiệu thực hiện rất là tốt. Cái mừng nhất là năm nay không có thí sinh nào bỏ thi, tất cả các em đều tham gia 100%. Theo báo cáo của Hội đồng thi thành phố Sơn La, 2 ngày diễn ra kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác phòng chống dịch được chuẩn bị chu đáo, có tình huống phát sinh về cán bộ coi thi có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 đã được triển khai cách ly kịp thời, đúng quy định, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi.